Sở Ngoại vụ Hà Giang đã trao 20.000 khẩu trang y tế cho tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đồng thời cũng kết nối với thành phố Hải Phòng trao tặng thêm 20.000 khẩu trang y tế cho địa phương này. Tỉnh Hà Giang mong muốn hai địa phương Hà Giang của Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc luôn phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin để cùng đưa ra các phương án phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Hiện tại một số hiệu thuốc ở thành phố Hà Giang không có tình trạng nâng giá bán khẩu trang để trục lợi. Tại cửa hàng thuốc Sơn Tân ở phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, chủ hiệu thuốc bán khẩu trang với giá 3.000 đồng một cái và tặng miễn phí mỗi người một chiếc khẩu trang y tế khi đến đây mua thuốc. Tôi hôm nay thì tôi mới được ra mua khẩu trang của hiệu thuốc nhà chị Tân Trư mà cũng được phát cái khẩu trang miễn phí. Trong buổi sáng hôm nay ạ, thì là khẩu trang ở dưới kia nhập cũng đắt anh ạ, nên là mỗi người đến mua thì sẽ mua 10 cái, một người mua được 10 cái và sẽ tặng thêm cho mỗi người một cái nữa. Sở Y tế Hà Giang cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, xử lý nghiêm những cơ sở bán thuốc trên địa bàn, cố tình nâng giá bán khẩu trang y tế.